Ok, xin chào mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ làm clip về vị tướng sát thủ Nakaroth cho các bạn xem nha. Một vị tướng sát thủ mà cực kỳ gọi là nhiều cái clip xuất hiện trên kênh YouTube của mình các bạn ạ. Hôm nay thì mình sẽ làm clip về vị tướng Nakaroth cho đánh dấu chắc có lẽ đây là trận cuối cùng của năm nay về vị tướng Na thôi. Chắc nếu mà muốn làm clip về Na thì chắc phải đợi đến sang năm thì mình mới làm tiếp. Tại vì còn có 3 ngày nữa là hết năm 2023 rồi anh em ạ. Chuẩn bị tới năm 2024 rồi đấy. Nói chung là mình chơi Nakaroth nhiều nhưng mà thấy các bạn cũng khoái xem cái con tướng này thì thôi thì hôm nay mình sẽ cố gắng đánh gọi là hay hay chút cho anh em xem. Đó là mình cố gắng thôi nha, chứ mình đánh con này cũng không có được hay lắm, gọi là bình thường đấy các bạn ạ. Biết chơi sơ sơ thôi, ăn mạng thì cũng tương đối ít, tầm mười mấy hai chục mạng thôi, chứ nó cũng không được nhiều lắm. Đâm ra thì bảo mình đánh hay thì cũng không đúng, tại mình khoái múa lửa vậy ấy chứ. Nếu mà mình cầm con tướng này leo rank thì cũng khá nhanh để mà lên hạng. Chứ không có thua dễ dàng đâu nha. Muốn lấy được một sao của mình hơi bị khó à. Đánh tem loài hàng luôn á. Mình đánh tem hơi bị ghê đấy nha. Rồi đứng dưới đánh nhau y xèo rồi, một mạng dành cho tem bạn luôn. Ây da, vị tướng ma ra tem mình, bạn ấy đi support anh em ạ. Thấy à, ra te gọi là chê tới chê lui và chê xuôi chê ngược thì chắc không sao đâu, còn có mình ở đây mà. Ơi 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 ơi, đi ra kìa. Ôi, hàng thơm, hàng thơm, hàng thơm, hàng thơm. Ái chà, ba đánh một không chuột cũng què, té rồi, té rồi. Lao vào hả bưởi, lao vào, lao vào, lao vào, lao vào. Thôi bỏ đi anh em ạ, bỏ đi, tụi nó đông lắm. Ấy, hai tay lao lên kìa, ơi thế biết thế thì mình lao luôn, mình đánh luôn. Mình oánh thằng này luôn, thằng Hindu này, một mạng đầu tay rồi nha. Lượm nữa con búi xanh của rừng các bạn nào, cướp hết. Trời ơi, 3-4 người tem mình đang ở đây thế này, tem bạn thôi xong rồi. Vừa mất bùa vẫn mất muôn cả mạng thế này, dừng các bạn lại không hết anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ tập trung gọi là đi bục con quái này, xong rồi về mình ăn bùa nha các bạn. Bỏ con rồng luôn, không thèm ăn rồng luôn. Bỏ rồng đi anh em ạ. Nếu mà mình ăn rồng thì chắc đồng đội mình nó cũng hỗ trợ đấy, nhưng mà mình không ăn đâu. Không thèm ăn. Chấp luôn các bạn. Ơi 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 ơi, cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây bạn ra? Chưa cấp 4 mà máu láo láo nhau láo nhau láo nhau này rồi sao nghe. Em xin đấy. Ây. Rồi, rồi, á, trời, ăn bùa dễ dàng vậy. Ơ, sao cuộc sống này nó lại đơn giản như thế nhỉ? Muốn khó khăn mà cũng không được nữa. Ăn bùa cái bạn ấy chạy luôn. Toàn thế nhờ. Wow, wow, quấy giời ơi. Ôi giời ơi. Bình tĩnh thôi anh em ơi. Bình tĩnh thôi anh em ơi. Ao ao a a a a, con hàng con hàng con hàng con hàng. Rồi xong rồi xong, nó chết chắc rồi. Vị tướng Grinat chết chắc rồi. Đây, mất chiều cuối rồi còn cái nịt. Còn cái nịt mà chạy được nữa. Ấy chà, ấy chà. Ai da, ra đâu ra đâu? Ra đây ra đây. Đâu rồi ta? Ra sinh yêu của Hảo đâu rồi? Đây rồi, hết hồn chưa? Alistair thử lúc đục thả câu à? À căng nhỉ? Hay phết đấy, không đùa đâu nha các bạn. Được. Đồng đội tốt, đồng đội thế mới là đồng đội chứ. Ăn luôn con Kasa nha. Rồng không ăn nhưng mà ăn Kasa được các bạn ơi. Tại vì á, rảnh rỗi không có việc làm, không có cái gì để ăn. Ăn mạng chán chê thì giờ mình chuyển qua ăn con quái đi ha. Anh em đã gọi là chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Mình thì cũng vừa với hôm qua mình mới mua đồ xong các bạn. Mua đồ cho bố mẹ rồi, nhà mình thì thường thường Tết thì mình sẽ vào ông bà ăn Tết chung cho vui, đâm ra thì mình cũng không sắm gì nhiều các bạn ơi. Và mình mua đồ cho ông bà thôi, mua đồ cho bố mẹ mình thôi, sắm cái này sắm cái kia thôi. Ê 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 ê, có mạng có mạng có mạng có mạng có mạng có mạng dành cho đồng đội chứ mình không có gì hết trơn. Mình đi về mình farm lính đây, ăn bùa nha các bạn. Cũng sắm cũng bánh kẹo quá trời mà. Năm nào thì cũng như năm đấy thì mình cũng sắm Tết cho bố mẹ thôi chứ nhà mình thì cũng chẳng có gì các bạn ạ. Không có sắm gì hết trơn luôn. Có gì không? Có gì không? Có quánh nhau gì không? Ấy, có quánh nhau gì không? Có quánh nhau, có quánh nhau gì không? Xong rồi, băng trụ dứt luôn nha các bạn. Ấy giời ơi, thơm thế. Thơm quá. Úi giời ơi, úi giời ơi, úi giời ơi, úi giời ơi, hư nè. Còn quả cầu băng xương nha, bấm chơi vậy đó. Bấm chơi nè đấy, nhây luôn. Rồng hả? Rồng hả? Ui, con rồng này ấy lắm, không ăn được. Nhiều máu quá, với lại mình hết máu rồi. Chú, đi về thôi, về quê đi cái cày, bây giờ có nhà có ngày đi chơi.
mình chỉ cần ăn mấy con quái là mình hồi cái máu đầy máu luôn các bạn, tại vì bảng ngọc của mình là mình sử dụng cái bảng ngọc hút máu, đâm ra thì nó hút máu khá là nhanh. Cứ từ từ rồi khoai cũng nhừ nha anh em. À, ăn bùa rồi à? Ăn bùa rồi à? Ôi giời ơi, ôi giời ơi. À, ăn bùa đỏ nhanh thế nhờ. Gindu nha, Gindu nha. Rồi xong, thấy Gindu rồi đó. Đợt này Gindu sôi xong rồi. Xong hạn đấy rồi, còn đâu còn cái sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được? Ờ đi đâu? Đi đâu? Một bé này à, một bé này à. Ơ thôi chết. Khi đấy mình lao vào mình đánh ra thì có khả năng ăn được ra luôn nhỉ? Ơ, mình lại không ham hố ra lắm. Mình lại chuyển qua mình đánh quái, tại vì mình thấy ra tưởng nó nhiều máu, ai ngờ đâu mình quay đi quay lại mình nhìn thấy ơ con tí máu à. Ơi, vào đây mà đánh được ra là khả năng ăn mạng được rồi. Mình đang chờ chiêu mình tính băng trụ mình hốt luôn bạn ấy mà bạn ấy về mất tiêu rồi. Hu hu hu, a hu hu buồn quá đê. Mới được có 6 kill à. Đang bất tử ấy nha anh em. Đi rách kìa. Ơ hay. Bạn làm vậy là chết rồi. Bạn đánh đồng đội mình như vậy là không được rồi. Phải ra tay chứ. Tiêu 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 tiêu. Ừ, đi ăn bùa thôi, tiếp thôi anh em ơi. Thật ra thì vị tướng Necrot này nếu mà các bạn muốn cầm con này leo rank thì cũng khá là dễ thôi, nhưng mà các bạn phải chơi cho nó quen cái đã. Ui ôi ôi ui ôi ui ôi, ông nào ông ăn mạng mất tiêu vậy. Không cho mình ăn luôn. Đông quá. Tem bạn đông quá. Ui giời đông lắm anh em ạ. Đông lắm nhưng mà mình vẫn khoái ra rồi đấy nha. Đá với chúng tôi này. Bạn đá mình ư? Bạn muốn đánh mình sao? Ui Grinat. Ui 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 ui, đánh không lại nó đâu. Nó nhảy vào phát mình chết luôn ấy. Nhưng mà trên này các bạn không được nhây. Đấy, các bạn phải bắt buộc phải cố gắng đánh nhanh rút gọn. Thắng nhanh, chứ nếu không mà để càng về cuối trận thì Nykeros nó sẽ càng yếu nha các bạn. Nó lắc lác kiểu gì ấy, lướt không được anh em ạ. Cái đậu xanh lướt hơn một lần mà, hai lần mà mới được một lần à. Mày. Úi giời ơi, bắn. Này bạn, băng chủ luôn nè. Dứt bạn này luôn nè, chơi này bạn này luôn nè. Urubukio, quá đã. Biu biu, meo. Nếu mà mình chơi mà muốn thắng nhanh thì mình ăn rồng, mình ăn ca sa là liên tục luôn, là mình ép các bạn liên tục là quất điểm luôn. Nhưng mà mình không muốn thắng sớm anh em ạ. Anh em cũng biết rồi đấy, làm video mà thắng sớm quá thì đâu có thể nào mà các bạn vui được. Các bạn thích xem những video thật dài cơ. Đúng không? Mình biết chứ. Đấy, nghe bình luận như vậy mà. Mình thấy mình sẽ cố tình gọi là đánh ăn mạng nhiều và lâu lâu kết thúc một chút. Chứ nếu mà mình đánh muốn đánh nhanh rút gọn thì trong vòng 10 phút là mình khả năng là nhức điểm luôn, trận đấu luôn. Không có gọi là đánh lâu làm gì. Ây da, da, da. Ôi dồi, sao thế? Ô ô kéo, ô kéo, ô kéo, ô kéo, ô kéo, kéo, cái gì đây, cái gì đây? Mình hiểu có vậy. Mấy thanh niên Krita nó lừa mình anh em ạ, nó đứng im như cái cơ ấy. Đứng im luôn, xong cuối cùng mình lao vào phát tèo nát nó bắn mình quá trời luôn. Bắn xém là rạch luôn. Tèo nát này. Ra đây. Ra đây. Chém luôn. Bắn này. Dồn combo chắc là teo nát trong một nốt nhạc là đi thôi các bạn. Nhưng mà thôi không dồn được đâu, ít máu quá. Nếu mà mình dồn nó thì khả năng này nó chết hoặc là mình cũng chết. Thánh ra hack map nữa rồi. Cái gì vậy? Chơi chết không có đổi thừa nha, người ta đã vào bụi ở check map mà chẳng may trúng thì chết thôi chứ. Tự dưng kêu các bạn hack map, ba map nào ta mà gặp mình chém cho hai phát thì nát người. Này thì bướng này. Rồi, rất đông một hung hãn tem bạn đang ở đây. Úi giời ơi. Rồi xong. Úi giời đông thế. Thế đi làm sao đây? Bạn muốn bay vào mình không? Lao vào mình chém khí thế luôn mà không ăn được mạng nào anh em ạ. Cái đù nó biết mình trong bụi luôn rồi. Nó biết mình trong bụi, đâm ra nó đi tèn tèn cái đó. Mình không chạy nhanh, nó đứng vào nó trưởng trưởng rồi. Mình úi mình luôn đi.
đều lắm các bạn ạ. Nhìn cái mặt nó thế thôi nhưng mà rất là gian manh và xảo trá. Này thì Gindu nè, chạy đi bạn ơi. Chạy đi đâu bạn ơi? Chạy hộ mình cái nào. Mình đã đánh Mena thì làm sao mà chạy được. Chạy nè, chạy nè, chạy nè. Wow! Úi dồi ôi, úi dồi ôi, đau thế nhờ. Khét đấy, khét đấy. Cứ đi ra nó ham mình lắm rồi các bạn. Nó mê mình lắm luôn rồi kìa. Úi dồi ôi, khét nhẹt luôn. Chú. Chú. Mày chết, mày chết. Eo. Mày hả, ra, ra ơi ra. Ra đi đâu, ra đi đâu bây giờ đây. Ai chà chà. Nào chết, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Xong phim bé rồi. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, sợ quá, sợ quá, sợ quá, sợ quá, sợ quá. Sợ quá, có thằng Teo nữa anh em ạ. Teo nó vừa ăn cái con quái bù đỏ xong. Thế ra xem bù đỏ ăn chưa mà nó ăn rồi. Thôi 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 thôi, thôi, thôi. Nguy hiểm quá nhờ. Đem bạn khét đấy. Mới ăn được có 11 mạng thôi mà tem bạn nó cứ hăm he. Đòi ở quốc mình không à. Sát đao mình hay gì ta. Tính hạ gục mình để lấy tiền đúng không. Vậy đấy nhờ, khét đấy. Đâu ai? Vào đây mà hạ gục mình nè. Mình đang có giáp bộ mạnh nè, húp mình đi. Rồi xong Gindu chết rồi. Chạy đâu bây giờ? Bạn chạy đường nào? Hello, hello baby. Ôi giải luôn kìa. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Gindu này vô tình hãm hại vị tướng ra luôn nè. Thanh nhân ra ham hố nè. Này thì láo nha. Chém phát kìa bạn. Ôi chém một phát sướng thế nhỉ. Chém phát chết luôn anh em ạ. Chém đúng phát một phát một hồi máu nó tụt. Trời ơi, xuất sắc. Mình chơi ra cũng ổn quá chứ anh em. Cho mình một like đi nào. Anh em cho mình một like đi. Trời ơi, gần Tết đến nơi rồi. Lạnh lùng vô cảm lì xì cho phát like cho anh em coi. Ai chả. Theo nát theo bạn hùng mạnh quá ta. Để nó cho mình. Để mấy cái thằng hùng mạnh cho mình. Ờ, chết rồi hả. Mình khoái mấy các bạn mà mạnh mẽ như theo nát lắm. Chém cho nó hết bắn luôn chứ. Ở đâu bắn nè. Theo nát cũng là một thế lực gọi là đang lớn nha các bạn. Ghê lắm à. Nó bắn ghê lắm đó. Theo nát ăn bùa đi. Ăn bùa đi. Ủa, đang đợi bạn ấy ăn bùa là mình ăn cả mạng bạn ấy luôn. Một công hai việc luôn đấy. Một công hai việc luôn đấy. Mày, mày, mày. Ui ôi, hết hồn con trốn ông nói. Ui giời ơi, cửa đi nát nó làm cái xẹt một cái lao vào mình một cái đôi mà. Ai chà, ai chà, ai chà. Ai chà, ai chà, ai chà, kinh nhỏ. À, khiếp đấy. Được, 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 được. Ghê, 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 ghê. Cửa đi nát nó lao mình mướt qua một cái đó. Đam to quá anh em ơi. Ghê quá, ghê quá, ghê quá, đáng sợ quá, đáng sợ quá. Sợ quá trời luôn á. Đúng rồi. Rồi xong. Ao. Ai chả, ai chả, ai chả. Ai chả chả. Đi đâu con sâu. Úi dồi ôi, bắn tôi luôn kìa. Úi dồi ôi, sợ quá đi. Sợ quá đi quá. Ui, mẹ ơi gần chết. Vẫn còn cái ấy mà. Không sao. Mình vẫn còn cái liềm. Thoải mái. Thoải mái sảng khoái chơi thôi. Chém nó. Chà. Úi dồi. Rồi rồi rồi, teo rồi. Teo ơi là teo. Sao mà đỡ được, sao mà đỡ được. Chạy đâu, chạy đâu. Chạy đâu, chạy đâu, chạy, chạy đi đâu. Chạy đi đâu, ui ôi hết chiêu rồi, thôi xong. À, cuối cùng nó bị tem bạn xử lý đẹp anh em ạ. 16-1. Cũng tỷ số cũng đẹp quá chứ. Anh em cho mình một like với nha. Có với mọi người nhiều. Đó. Để lên ra một mạnh tí nó hồi là vừa anh em ạ. Dứt nó, dứt nó, quất nó đi, quất nó, hay quá, trời ơi, cổ đi ra cho bạn quá hay, đỉnh cao quá nhờ, một mình cân hai luôn, hay, 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 tuyệt vời, 10 điểm. Mà công nhận cổ đi ra thì cái đam của nó cũng ảo thật chứ các bạn, đam ảo nhất của nó khi mà nó thả cái chiêu 1 ấy, xong rồi nó lao vào cái chiêu 2 ấy, trời ơi, nó thốn vãi luôn, lao vào một cái mà mình trắng máu luôn, nãy bị một phát rồi ấy, mất luôn cái giáp hộ mệnh đó anh em, ghê thiệt.
cái gì đấy, tem bạn nó bảo nãy chỉ tao gì đấy. Bắt đầu tem bạn bắt đầu xanh rồi đó, xanh rồi đó, xanh rồi đó. Mày có giá bộ mày ở đây mà mày láo nháo với tao hả? Nhướng mặt hả? Đừng có tưởng xanh mà làm càn nha, đừng có tưởng xanh mà làm càn nha mày. Ui ôi, thôi được rồi, thôi không sao, mình còn liềm. Mua. Ủa cái liềm, cái liềm chưa hồi. Ôi trời ơi, bớ người ta, cái liềm chưa hồi kìa. Sao cái liềm tào lao mé nào vậy ta? Sao nó hồi để bảo vệ mình chứ, mình mua nó mà. Kỳ cục thiệt chứ. Cố lên này Ate. Đúng rồi, hay quá bạn ơi. Ăn thật thần đi anh em. Anh em ăn ca sa để win này. Tại vì bây giờ bắt đầu là mình trở lên yếu kém rồi các bạn. Tem bạn bang rất là mạnh luôn rồi đó. Bây giờ mà tem mình mà cứ để cho tem bạn nó ăn ca sa là khả năng là teo luôn á. Mình phải ăn trước đi. Ra ăn ca sa, tem mình hơn người mà sợ gì nó. Đâu rồi, tập trung vào chuyên môn nào anh em. Nó đứng trong cái bụi kìa, quá trời trong bụi luôn này. Đấy. Đây mình húp nó. Đang có liềm mà anh em. Đây rồi. Ủa? Mày chết nè. Hư nè. Ui ôi, đau quá. Mi nó thốn quá anh em ơi. Tí chết. Sợ thật đấy. Căng nhở. Ăn tạ thần đi anh em ơi. Eo. Chu pam pam. Đây rồi, con hàng đây rồi. Con hàng này chạy đi đâu? Chạy đi đâu à con hàng? 18 kill. Win được không? Không win được thì cũng ăn được cái trụ này. Ăn trụ anh em ơi. Ok, lượm cái trụ này, win được luôn nè. Lượm lúa rồi, chạy rồi. Bớ người ta nó bắn tôi anh em ơi. Bớ người ta đi về thôi, ăn ca sa nhá. Đi ăn ca sa nhá. Các bạn của mình đâu rồi? Đồng đội của tôi đâu hết rồi? Những đồng đội kiệt xuất của team tôi đâu hết rồi? Giờ đây ăn con ca sa chơi vui nào. Nên bạn chỉ còn có 3 người thôi. Không biết mình ping ca sa vậy, đồng đội mình nó có biết đông nữa chứ. Không biết rồi các bạn, nó không biết ăn rồi. Thêm mình đủ 5 người nhưng mà không ai biết ra ăn ca sa luôn này. Khoái thế. Khoái quá anh em ạ. Teo đây. Bạn teo đâu rồi ta? Phải ra làm một phát trắng máu coi nào. Ăn thật thật anh, anh em ơi. Nhanh lên anh em ơi. Úi giời ơi. Buồn thế. Sao lại buồn thế nè. Này thì ca sa này à, mấy ông cố ơi. Ăn ca sa coi. Mà mẹ mấy ông bồ không nàng. Mấy ông chịu ăn ca sa anh em ạ. Chắc xử lý mấy ông này quá à. Này ngáo lên nó đập chết hết này. Xong rồi thua luôn này. Giờ mà thua là ta cười vui lắm đó. Cho tụi nó thua luôn nha anh em. Bảo ăn ca sa méo biết ăn. Chán. Không biết ăn ca sa là gì luôn. Cứ ham đánh nhau cơ. Cho tụi nó thua luôn. Vui chơi nó. 1-2 hãy xem ra đây. Wow. Rồi xong thua luôn. Toàn quá rồi. Cho tụi nó thua luôn. Cái tội gọi là ảo tưởng sức mạnh. Mình gánh đến lúc độ đáy rồi mà vẫn còn khô nó thì chết. Gánh cỡ này nữa các bạn. Ăn 19 kêu rồi, chết có 3 mạng thôi. 20 phút mà ăn 19 mạng là cũng quá ghê gớm rồi chứ.
Tại thế mình nó không có chịu ăn ca sa chứ ăn ca sa là win lâu rồi. Thế bạn nó cũng không ăn ca sa đâu, tại vì coordinate thế bạn nó đang ở bên trên mà. Thế bên bạn đang bị lính thế mình nó đẩy lên cao quá không ăn được ca sa anh em ạ. Teo nát hình như là nó vừa mới ăn ca sa nó đi ra này, mà ăn không được ca ra nên là nó bắn bập có một mình nó không ăn được ca sa cái nó đi ra. Không có ai hỗ trợ ấy. Rồi thằng bạn đông rồi đó. Vô. Bắt nhà, ra này, ra ơi, đi đâu, quả cầu băng xương à, quả cầu băng xương, ơi, chém chiêu 2 chưa được mà đã thế này rồi. Ôi, có mạng, mình có quả cầu băng xương, ui, xong rồi, đâu rồi, cờ đi nát đâu rồi ta, đâu, à, đù, đây, hello baby nha. Đi đâu cho khỏi nắng bây giờ. Chạy đường nào 1, 2, 3. Hết suốt. Liềm mà 21 kill rồi nha các bạn. Quá ghê gớm đến từ nó rồi. Ý có cầu bằng xương ý. Mày chết rồi. Hư nè. Chơi bắn đi. Đứng dậy mà bắn mình đi. Mình có cầu bằng xương đâu giờ mình cố tình mình bay vô cho nó đánh mình đấy các bạn. Đánh mình nó chậm một nhịp cái mình húp. Đập. Oh! Win luôn. Ý, phê quá nhờ. Trời ơi, này có đốt chém phê quá anh em ạ. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nha. Chúc mọi người xem clip vui. Đừng quên để lại cho mình một like nha. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại mọi người vào clip sau. Bạn nào muốn nick thì vào link dưới phần bình luận nha các bạn.